Ok, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel Mumbai. Bây giờ nếu mà nhìn thấy cái kiểu cái tiêu đề của video chỉ là Apple Watch Series 3, anh em muốn tắt video đúng không? Đừng tắt video vội, bởi vì trên tay mình đây hiện tại chính là một chiếc Apple Watch Series 3 nhưng có mức giá chỉ khoảng 5 triệu thôi. Rẻ vãi. Và cái thời gian gần đây thì Hùng Mobile bắt đầu bán các cái phụ kiện của Apple, ví dụ như là Apple Watch Series 3 hay là sản phẩm AirPods. Và đối với một sản phẩm nó quá rẻ như này, nó chỉ rơi khoảng 5 triệu thôi, trong khi một số các đơn vị khác nó bán rơi khoảng 7 triệu hơn. Thì mình sẽ có một vài các cái điểm lưu ý như này cho các bạn, để khi mà các bạn qua với Hùng Mobile, các bạn mua thì các bạn đỡ bỡ ngỡ. Hùng có lại bảo sao rẻ thế nhỉ. Tìm hiểu thôi. Và tiện thể nếu như anh nào muốn mua cái sản phẩm đó chính là Apple Watch Series 3 hay là AirPods thì có thể tham khảo từ website Hùng Mobile. Mình sẽ để đường link thuộc về bên dưới cho bạn nào tham khảo. Nói chung mức giá khá rẻ, nó rơi khoảng có hơn 5 triệu tí thôi cho cái con Apple Watch Series 3 này, còn AirPods thì nó có rẻ hơn cơ. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái nguồn gốc và cái chất lượng của sản phẩm này trước đã để cho anh em bớt lăn tăn. Apple Watch thì nó cũng khá là giống với các sản phẩm iPhone có trên thị trường ở thời điểm hiện tại thôi, nó cũng sẽ có hàng rẩm, hàng xịn, hàng thế nọ, hàng thế chai. Nhưng có thể đảm bảo với các bạn đó chính là các cái sản phẩm Apple Watch tại Hùng Mobile ấy, thì nó là những cái sản phẩm chuẩn, còn nguyên zin, nói chung là đảm bảo hết cho anh em bao test thoải mái. Và những chiếc Apple Watch này thì đang được bán dưới dạng là máy line new đẹp 99%, nhưng mà như thế là mình cảm nhận á thì nó gần như gọi là một chiếc Apple Watch mới 100% luôn, bởi vì là ban đầu mình còn nhầm tưởng là Hùng Mobile sẽ bán chiếc Apple Watch này dưới dạng đó chính là máy new no box, nhưng mà không phải, đây là máy kiểu line new ấy, nhưng mà nó mới kinh khủng luôn. Khi mà mua cái sản phẩm Apple Watch Series 3 từ Hùng Mobile thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái dây đeo như này, với lại một cái sạc zin không dây của Apple luôn. Hiện tại bây giờ nếu như mà mình tham khảo trên thị trường thì cái sạc không dây zin đấy thì nó rơi khoảng đâu đó hơn triệu, thì ui dồi, hẹn đó Apple mà, đúng là không thể nhờn được, cái gì cũng đắt. Tuy nhiên là sẽ được tặng kèm luôn với lại cái Apple Watch Series 3 này cho anh em luôn. Về cơ bản thì đây là lần đầu tiên mà mình được chạm vào một cái sản phẩm đó chính là Apple Watch. Ngày trước thì mình có sử dụng một con, đó chính là cái con Tuxedo này, và hiện tại bây giờ mình đang dùng luôn bởi vì mình thích mặt tròn hơn so với mặt vuông. Tuy nhiên khi mà mình chuyển từ cái con Tuxedo này sang cái con Apple Watch thì cái cảm nhận nó khác đi rất là nhiều luôn. Cái điểm đầu tiên mà mình nhận thấy được trên cái con Apple Watch đấy nó chính là cái cảm giác đeo. Khi mà mới nhìn các cái hình ảnh quảng cáo thì tại sao mình lại ghét các cái mặt vuông, bởi vì nó đeo có khi nó lại cấn cấn. Nhưng mà không, khi mà mình đeo cái Apple Watch này vào thì thật sự là cái cảm giác nó rất thoải mái. Nó gần như là gọi như thế là không có cảm giác đeo ấy. Nó thoải mái và không bị thít dây một chút nào cả, cũng gần như không có cảm giác bí khi mà đeo. Tuy nhiên mình cũng sẽ có một lời khuyên cho anh em, nếu như mà anh em có điều kiện một chút thì anh em hãy thay cái dây này bằng cái dây sport. Hiện tại bây giờ mình đang dùng cái Tuxedo này, và mọi người thể nhìn thấy là cái dây này chính là cái dây sport, nó khá là dẻo. Cái thứ hai là chính là nó có lỗ lỗ như này thì nó đem lại sự thông thoáng hơn cho anh em rất là nhiều. Thì cái dây này là dây tặng kèm với lại cái Apple Watch cho nên là cũng không thể nào yêu cầu gì hơn được. Còn nếu như mà có điều kiện thì anh em hãy đổi sang cái dây sport thì nó sẽ đem lại cảm giác nó ok rất là nhiều. Cái điểm thứ hai mà mình sẽ cần phải lưu ý với các bạn đấy chính là mặc dù tất cả các cái phần viền xung quanh như thế là mặt sau của nó không bị xước, tuy nhiên thì có một vài các cái điểm xước răm nhỏ ở trên cái mặt của chiếc Apple Watch này. Cho nên mình sẽ khuyên với các bạn là nếu như mà các bạn mua những sản phẩm Apple Watch Series 3 này về thì cái điểm đầu tiên mà các bạn cần phải làm ngay đấy chính là hãy dán luôn cho mình một cái tấm cường lực lên phía bên trên để có thể giữ được cái sự an toàn hơn cho em nó, bởi vì là không may mà ví dụ như cà trong bàn như này thì rất là dễ bị xước. Đối với cái phiên bản thép thì cái mặt kính của nó chính là cái mặt sapphire thì nó đỡ xước hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái mức giá nó cao hơn, thật sự là cao hơn khoảng mấy triệu cơ. Mà trong khi chiếc Apple Watch Series 3 cái phiên bản bằng nhôm này thì chỉ khoảng hơn 5 triệu thôi. Còn đối với cái phiên bản thép ấy thì nó rơi khoảng 8 tới khoảng 9 triệu. Thì mình nghĩ là chúng ta nên dán một tấm cường lực thay vì cái việc là chúng ta nên nâng cấp lên cái phiên bản thép, thì nó sẽ tốn về cái kinh tế của chúng ta rất là nhiều. Chiếc Apple Watch Series 3 này thì được trang bị cái bộ vi xử lý là 2 nhân cho cái tốc độ nhanh hơn khoảng 70%. Chip xử lý mạng đó chính là chip xử lý không dây W2 mới. Và đặc biệt đây là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Táo Khuyết cho phép hỗ trợ sóng di động, cho người dùng có thể dễ dàng thực hiện các cái cuộc gọi mà không cần đến smartphone. Cụ thể thì Apple Watch Series 3 đã không còn vạch nhựa để đặt cái giải anten bên sóng nữa, mà cái màn hình sẽ đảm nhiệm cái vai trò này. Từ đó người dùng chỉ cần đưa cái Apple Watch lên và gọi một thôi, rất là bình thường đúng không? Và đối với cái sản phẩm Apple Watch Series 3 phiên bản LTE thì các bạn cần phải sử dụng eSIM. Tuy nhiên thì đối với lại eSIM ở trên chiếc Apple Watch này, hiện tại bây giờ mình cũng chưa thấy có bất kỳ một thông tin gì về Viettel hay là Vina có hỗ trợ hay không. Nhưng mà mình tin chắc chắn là trong tương lai là nó sẽ có thể gọi và độc lập giống như thể là một chiếc smartphone khi mà chúng ta đeo lên trên tay vậy. Đối với cái thế hệ thứ ba này thì Apple vẫn tiếp tục thêm các cái tính năng tập trung vào những người yêu thích vận động và tập thể dục thường xuyên. GPS và máy đo cao độ được tích hợp cùng với lại phần cứng đo nhịp tim giúp cho máy không chỉ đo được nhịp tim bình thường mà còn đo được cái sự thay đổi một cách đột ngột và gửi thông báo đến. Ngoài ra thì người dùng có thể lưu trữ lên đến khoảng 40 triệu bài hát trên chiếc đồng hồ Apple Watch thế hệ thứ ba này và nghe nhạc thông qua đó chính là tai nghe không dây luôn. Nếu mà có tai nghe AirPods đấy thì càng ngon. Nếu như bạn nào hay vận động cũng như thể là hay đi tập gym thì các bạn sẽ biết là cái tính năng này nó cực kỳ là hữu ích.
Bởi vì là các ông không biết là ở cái phòng gym của tôi nó mở nhạc gì đâu, nhạc của khá bảnh. Và thì cháu cũng nhận ra là cháu sai rồi. Cho nên là tốt nhất là anh em hãy đem theo cái tai nghe cũng như là đem theo cả cái Apple Watch này nữa thì nó sẽ ok rất là nhiều. Mình sẽ làm chủ được luôn cả cái bài hát đấy. Còn nói về cái thời lượng pin thì Apple Watch Series 3 có thể đáp ứng cho anh em sử dụng một cách bình thường trong khoảng 2 ngày. Có rất là nhiều anh em có phàn nàn đấy chính là đây là một cái thời lượng pin nó khá là kém. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì mình thấy đây là một chiếc smartwatch có cái thời lượng pin nó khá là ok rồi. Còn nếu mà so sánh với các cái smart band ví dụ như là Mi Band 3 các kiểu thì tất nhiên là con này hít khói, nhưng mà đối với Mi Band 3 các thứ thì chúng ta có thể so sánh được, cái mức giá nó quá rẻ và thứ hai thì chính là tính năng nó quá là ít. Còn rất là nhiều các cái tính năng nữa cũng rất là hữu ích đối với người dùng, ví dụ như là xem bản đồ này, hay là điều khiển chụp ảnh này, nhắn tin bằng giọng nói, và cái việc chúng ta có thể trả lời tin nhắn bằng cái giọng nói mà nó cũng nhập liệu cũng rất là chính xác luôn thì mình thấy wow. Ây gì vãi, kiểu tương lai vãi. Và mình cũng nhận được rất là nhiều các cái vấn đề phàn nàn của anh em về cái việc là sử dụng chiếc Apple Watch Series 3 này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình vẫn chưa thấy gì. Và chắc chắn là mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết chiếc Apple Watch Series 3 này cho anh em, để anh em có thể gần như gọi là cân nhắc xem có nên mua sản phẩm này hay không. Còn cái rào cản duy nhất tính tới thời điểm hiện tại của mình đấy chính là pin nó hơi hẻo một chút thôi, khoảng 2 ngày. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là các bạn bắt buộc phải có một chiếc iPhone thì các bạn mới có thể sử dụng được cái sản phẩm này. Còn nếu như các bạn sử dụng các sản phẩm Android thì thôi quên đi, không có gì đâu. Và các bạn nhận xét như thế nào về cái sản phẩm đó chính là Apple Watch Series 3 mà hiện tại Huawei đang bán? Mình sẽ để được link mua hàng phía bên dưới cho bạn nào tham khảo. Mức giá chỉ loanh quanh trong khoảng 5 triệu thì mình thấy đây là một cái sản phẩm rất là đáng để sở hữu. Và rất là đối với những anh em mà đang dùng trong cùng một cái hệ sinh thái của Apple nữa. Ví dụ như mình này đang dùng Mac này, đang dùng iPhone này, đang dùng AirPods thì chúng ta nên có thêm một chiếc Apple Watch nữa để cho nó cùng với hệ sinh thái thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Và cảm giác kiểu rich kid, ông hiểu không? Cái văn phòng này có mùi gì ta? Mùi nghèo chứ còn mùi gì nữa. Còn bây giờ thì nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Hùng Quay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video sau.